chi tiết VinFast Lux A2 không được nâng cấp nội thất. Chiếc VinFast Lux A2 không tiêu chuẩn được chủ xe độ lại nội thất và bổ sung tiện nghi. Tổng chi phí gói tùy biến khoảng hơn 200 triệu đồng. Chiếc VinFast Lux A2 không trong bài thuộc phiên bản tiêu chuẩn, đăng ký biển số tại Hà Nội và đã được chủ nhân thực hiện tùy biến ngay sau khi nhận xe. Ngoại thất chiếc Lux A2 không khác biệt nhiều nguyên bản, ngoại trừ cặp trục gương chiếu hậu được sơn thêm màu kim loại, cửa kính và một số chi tiết đèn ở đuôi dán màu đen mờ. Xe còn được độ thêm tính năng cửa hít. Phần lớn chi phí cho bản độ Lux A2 không này được dùng để tùy biến và nâng cấp nội thất. Đây cũng là phần thay đổi rõ nét nhất trên xe. Cụ thể, toàn bộ ghế được bọc bằng da nhập khẩu từ Italy có màu be sáng. Bề mặt da được đục lỗ và hoàn thiện với họa tiết quả chám, kiểu phối màu và thiết kế gợi nhớ đến các mẫu xe Mercedes-Benz. Hàng ghế trước của chiếc Lux A2 không được chuyển thành loại có kích cỡ lớn và ôm người nhiều hơn. Cùng với đó, 5 vị trí ngồi đều có tựa đầu. Ngoài ra, hàng ghế trước cũng đã được nâng cấp thêm tính năng sưởi, thông gió và massage. Trong khi đó, hàng ghế sau có thêm 2 màn hình cảm ứng. Chủ xe còn nâng cấp thêm hệ thống đèn nội thất. Táp vi cửa, bệ tỉ tay trung tâm, vô lăng, táp lô, thảm trải sàn và trần cũng được tùy biến và trang trí liền lạc với tổng thể nội thất mới. Cụm phím chức năng ở khu vực cần số được mạ màu kim loại. Màn hình trung tâm vẫn là loại theo xe. Trần xe bọc da đục lỗ và lắp thêm các điểm sáng LED tạo hiệu ứng trần sao. Nắp đậy ổ điện xoay chiều 230V dưới cửa gió hàng ghế sau cũng được mạ kim loại. Theo chia sẻ từ đơn vị thực hiện bản độ, tổng chi phí cho gói tùy biến VinFast Lux A2 không này khoảng hơn 200 triệu. Cảm ơn bạn đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.